Hôm nay mình xin mang đến cho các bạn khán giả yêu mến bộ phim hành động võ thuật mang tên Đấu trường tăm tối. Người đàn ông lực lưỡng và vô cùng nam tính này là Duffy. Anh ta là một thành viên của lực lượng lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. Trong quá khứ, anh ta đã từng tham gia vào các trận chiến đàn áp lực lượng phiến quân ở khu vực Trung Đông. Ngay cả một lực lượng lính thủy đánh bộ tinh nhuệ hàng đầu cũng phải gặp không ít thiệt hại và khó khăn khi tham gia vào những chiến trường ác liệt như thế này. Vì ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi chứng kiến người bạn chí cốt của mình tử trận trong một lần làm nhiệm vụ, Duffy đã quyết định giải ngũ và quay trở về quê sống một cách bình thường như bao người khác. Nhưng số phận trớ trêu vẫn chưa thể buông tha cho anh, một lần nữa rắc rối lại tìm đến Duffy cùng với những người thân yêu xung quanh của anh ta. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liệu anh ta có thể bảo vệ được người mà mình yêu thương trước mọi rắc rối? Để biết được câu trả lời thì mời các bạn tiếp tục theo dõi cùng chúng mình nhé! Trở lại với quãng thời gian hiện tại, Duffy sau khi rời khỏi quân đội đã trở thành một kẻ vô công dỗi nghề. Nay đây mai đó, cuộc sống chưa bao giờ ổn định, chỉ có thể biết sống cho qua ngày chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến tương lai sâu xa. Bỗng một hôm, Duffy nhận được tin mẹ anh đã bị bệnh nặng qua đời, buộc lòng anh phải đến thành phố Los Angeles để chịu tang cho mẹ của mình. Thành phố hoa lệ rộng lớn này để tìm kiếm sống thì không quá khó. Vừa đặt chân đến nơi, Duffy đã lao ngay vào sòng bài trong quán bar để kiếm ít tiền dàn túi. Bọn côn đồ sau khi liên tục thua tiền liền đâm ra cay cú và muốn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Nhưng như thế này lại đúng ý với ý đồ của Duffy. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng anh cũng đã có cơ hội để giãn gân giãn cốt. Tên đại ca thấy tình hình không ổn, liền rút súng ra để đe dọa Duffy, nhờ vậy cuộc ẩu đả mới dừng lại. Biết bản thân không phải là đối thủ của Duffy, nên tên đại ca đã chủ động giảng hòa và đồng ý trả cho anh ta số tiền đã thắng khi chơi bài. Anh chàng da đen Max ngồi từ xa đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, thấy được những kỹ năng chiến đấu thượng thừa mà Duffy sở hữu. Max dường như đã có một kế hoạch cho riêng mình. Sáng hôm sau, anh da đen tìm đến tận nơi mà Duffy đang nghỉ để gặp mặt. Ban đầu Duffy không có hứng thú để tiếp chuyện với người lạ mặt, nhưng sau khi nghe được bao đi ăn sáng thì liền thay đổi thái độ và đồng ý cùng với Max đi bàn công việc. Max là một người thẳng thắn nên anh ta liền nói với trọng tâm lý do vì sao đến gặp Duffy. Những gì Duffy làm đêm qua thực sự là không thể tin nổi. Một đám côn đồ to con có vũ khí cũng chẳng thể động đến một cọng tóc của anh ta. Với các kỹ năng chiến đấu này, Max muốn mời Duffy tham gia vào các đấu trường ở thế giới, ngầm để thi đấu kiếm tiền. Dĩ nhiên, Duffy không hề hứng thú với những chuyện như thế này, nhưng dù sao cuộc sống hiện tại của anh ta cũng đang gặp khó khăn, và theo như lời của Max, số tiền thưởng sau mỗi trận đó sẽ là rất lớn, đủ để trang trải cho đời sống được sung túc tử tế hơn nên Duffy đã đồng ý tham gia. Dù sao anh ta cũng cần một nơi nào đó để trút giận nhằm quên đi những ám ảnh trong quá khứ luôn hiện về trong từng giây từng phút. Duffy được Max đưa đến một bãi đất trống, tại đây đang tổ chức giải đấu phi pháp giữa những tay côn đồ địa phương. Người tổ chức giải đấu này là Fosco, cũng là một người quen lâu năm của Max, nhờ mối quan hệ mà anh da đen đã kiếm được một kèo cho Duffy trổ tài tại đây. Đối thủ lần này của Duffy là một gã rất to lớn, được mệnh danh là bản sao của quái vật Frankenstein. Đúng lúc này thì Duffy bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, anh không muốn dính líu vào những giải đấu phi pháp này nên đã rời đi. Fosco và những người xung quanh thấy vậy liền buông lời chế nhiễu Duffy là một kẻ hèn nhát, xứng đáng mặc váy của phụ nữ. Thậm chí, Fosco còn sẵn lòng nâng mức cược cho Duffy lên thành đặt 1 ăn 10 nếu như anh ta dám quay lại chiến đấu. Bị sỉ vả thậm tệ, Duffy không còn cách nào khác, đành phải tự mình chứng minh cho lũ người kia thấy bản thân không phải là một kẻ hèn nhát. Vừa bắt đầu trận đấu, tên to con kia đã bị Duffy đánh liên tục vào những cơ quan trọng yếu của cơ thể. Thời gian chưa đầy một nốt nhạc, tên to xác được mọi người liên tục tung hô đã bị đánh cho bất tỉnh không còn biết trời chăng là gì. Tất cả đám đông đều kinh ngạc trước kỹ năng chiến đấu thượng thừa của Duffy, nhờ có vậy mà Max đã thắng lớn trong lần đặt cược lần này. Đúng lúc này thì cảnh sát đã tìm đến, buộc lòng cả nhóm người phải bỏ chạy, đừng ai nấy đi để tránh viễn cảnh phải lên phường uống trà. Duffy được Max đưa đi thoát thân thành công trước khi cảnh sát kịp ập đến. Lần này, họ sẽ đi vào bên trong trung tâm của thành phố. Biết được rằng hiện giờ Duffy vẫn chưa có nơi để ở, nên Max đã đề nghị anh ta đến nhà em gái mình. Mặt khác, tại nhà của Rachel, em gái Max, cô ta và tên bạn trai đang có một cuộc cãi vã rất căng thẳng. Dường như tên bạn trai cặn bã kia đã cất giấu một thứ gì đó tại nhà của Rachel, nhưng đến hôm nay thì không còn tìm thấy nữa. Đúng lúc Max cùng với Duffy cũng vừa về tới, chứng kiến cảnh tượng bất bình này, Duffy liền tặng cho tên cặn bã kia một đấm nhớ đời. Tên bạn trai của Rachel ôm mặt máu rời đi, quay về phòng trọ để gom đồ đạc bỏ trốn, thì bị người của tên trùm Say đến bắt hắn. Thì ra tên bạn trai cặn bã của Rachel đã nhận một số tiền lớn đến cho một băng đảng xã hội đen khủng mạnh khác. Hắn giấu số tiền đó tại nhà của Rachel, nhưng đến hôm nay lại không thể tìm thấy, khiến cho cả tổ chức của Say đang gặp rắc rối to. Nữ thanh tra Ellen cũng đang có mặt tại đây, đừng để vẻ bề ngoài điềm đạm và vẻ lịch sự của cô ta đánh lừa các bạn. Với cương vị là cảnh sát có thâm niên tại thành phố, nhưng trong suốt bao năm qua, Ellen là kẻ đứng sau những chuyện phi pháp như bắt cóc, buôn bán chất cấm và rửa tiền.
Sau khi thấy tên bạn trai của Rachel có vẻ như đã không còn giá trị lợi dụng, nên Ellen đã thẳng tay nổ súng lấy mạng hắn ngay tức khắc. Tiếp sau đó là lệnh cho Shay bằng mọi cách phải tìm cho ra địa chỉ nhà của Rachel nhằm mục đích lấy lại số tiền. Mặt khác, lúc này Duffy đã dọ đến sống chung như một gia đình với anh em nhà Max. Bọn họ là những người vô cùng tốt bụng và luôn đối đãi với Duffy như người thân trong nhà. Điều này làm cho Duffy cảm thấy con tim lạnh lẽo của mình được sưởi ấm sau rất nhiều năm. Anh còn chủ động giúp cho Rachel sửa chữa lại vài đồ đạc trong nhà để mẹ con họ có một cuộc sống tốt hơn. Max thì tìm đến Shay để bàn về chuyện cho Duffy tham gia đấu trường của ông ta. Dù sao, Max cũng đang nợ ông ta một số tiền kha khá, cho nên anh mong rằng Shay sẽ cho anh ta cùng với Duffy một cơ hội tìm cách trả nợ. Sau một lúc nài nỉ thì cuối cùng Max cũng đã thành công thuyết phục Shay tìm cho Duffy một trận đấu với mức tiền đặt cược là 1-3. Max mang tin mừng này quay về nhà và báo cho Duffy đây là cơ hội để họ có thể đổi đời và sống sung túc hơn. Không cần đắn đo, đêm hôm đó Duffy cùng với Max đã có mặt tại trận đấu theo lời chỉ dẫn của Shay. Max vô cùng biết ơn Duffy vì dẫu sao nhờ có anh ta mà Max mới có cơ hội trả hết nợ của bản thân. Sau 2 năm, cuối cùng anh cũng đã có thể nhắm mắt ngủ ngon mà không cần phải chằn trọc lo âu. Nhưng mức cược là 1-3 vẫn là chưa đủ với Duffy. Anh ta thỏa thuận với Shay một mức cược khác lớn hơn gấp đôi. Quả là một anh chàng thú vị. Shay liền đồng ý và sắp xếp cho Duffy đối đầu với một gã rất là máu chiến. Vừa bước vào trận đấu, hắn đã lao đến tấn công Duffy liên tục như một con hổ đói. Tuy nhiên, Duffy đã nhanh chóng lấy lại lợi thế và khống chế tình hình. Một khi cơ thể đã được làm nóng, anh liền tung đòn knock out gã đấu sĩ kia ngay tức khắc. Max vô cùng vui mừng và cùng với Duffy đến gặp Shay để nhận tiền thưởng. Nhưng tên cáo già này quả nhiên không dễ dàng chịu thua. Hắn tiếp tục thách thức Duffy thi đấu thêm một ván nữa và mức cược lần này sẽ nhân lên gấp 5. Max khuyên Duffy nên biết điểm dừng và lấy tiền thưởng chuồn khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng một khi đã chơi là phải chơi tới bến. Duffy đồng ý với lời thách thức của Shay. Nếu thắng trận đấu này, anh ta sẽ cùng với Max có một khoản tiền kha khá lớn để trang trải cho cuộc sống trong một thời gian dài. Đấu sĩ lần này xuất trận là một trong những chiến binh giỏi nhất của Shay. Hắn ta vô cùng kiêu ngạo và liên tục thách thức Duffy. Quả nhiên thực lực tên này khác xa so với những kẻ mà Duffy từng đối đầu. Nhưng trong lúc chiến đấu hăng say, trong đầu của Duffy lại hiện về những ký ức ám ảnh trong quá khứ lúc còn là một quân nhân. Điều này khiến cho Duffy mất kiểm soát và lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống gã võ sĩ kia. Gã đàn em của Shay bị đánh đến mức phải lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân nếu không nhờ có Max chạy đến ngăn lại trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Mà số tiền thưởng kha khá về nhà, Max cùng với Duffy vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Bọn họ chia đều số tiền đó và tính đến những kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai. Sáng hôm sau, Shay đã điều tra ra được nhà của Rachel và báo lại cho Ellen. À cùng với một số đồng nghiệp khác trong sở cảnh sát liền đến thẳng nhà của Rachel và yêu cầu được khám xét. Dù không có giấy phép của chính quyền, nhưng bọn họ vẫn hiên ngang tiến vào trong nhà, lục tung cả căn nhà và không hề quan tâm đến những lời can ngăn của Rachel. Sau một lúc tìm kiếm ở mọi ngóc ngách mà vẫn không có kết quả, Ellen tức giận liền cảnh báo với Rachel hãy giao nộp lại số tiền nhanh chóng, nếu không tính mạng của hai mẹ con sẽ không chắc chắn được đảm bảo. Ellen sở dĩ phải gấp rút tìm cho ra số tiền mà tên bạn trai của Rachel làm mất là vì đối tác của cô ta đang dần mất kiên nhẫn. Bọn chúng là một lũ xã hội đen có thế lực rất hùng hậu. Nếu không giao nộp số tiền đúng như những gì đã thương lượng thì hậu quả sẽ rất là khôn lường. Duffy cùng với Max quay về nhà thì thấy căn nhà đã trở thành một bãi chiến trường, bị lục tung đồ đạc ở khắp nơi. Hỏi ra mới biết chuyện này có liên quan đến tên bạn trai cũ làm việc cho Shay. Max cùng với Duffy nhanh chóng đi tìm hiểu và làm cho ra lẽ mọi chuyện. Đến nơi, Shay bảo rằng việc này không liên quan gì đến ông ta, sở dĩ số tiền bị mất đó thuộc về Ellen. Và theo những gì tên bạn trai cặn bã của Rachel khai nhận thì hắn đang giấu số tiền đó trong chính căn nhà của cô ấy. Bây giờ gia đình của Max phải là những người gánh chịu hậu quả. Một là trả lại tiền, hai là Duffy phải trở thành võ sĩ dưới trướng của Shay suốt đời thì ông ta sẽ trả tiền dù bọn họ. Dĩ nhiên Max cùng với Duffy không hề đồng ý với yêu cầu vô lý này của Shay. Bây giờ chỉ còn cách kiếm tiền để trả cho bọn người của Ellen, cho nên một lần nữa Max tìm đến và nhờ vào Fosco. Hiện tại Shay không cho phép Duffy được tham gia thi đấu nữa, nên Max mong muốn Fosco có thể giúp đỡ bọn họ tìm một sàn đấu trái phép khác để tham gia. Nhưng Fosco cho rằng mọi trận đấu tại thành phố này đều do Shay kiểm soát, anh ta sẽ cố hết sức có thể, nhưng mong rằng Max có thể chia ít phần trong số tiền thưởng kiếm được khi Duffy thắng trận. Không thành vấn đề, Max liền đồng ý. Ngay lập tức, Fosco tìm đến chỗ của Shay để tìm cách thương lượng. Fosco muốn Shay tổ chức một trận đấu với mức cược cao nhất từ trước đến nay cho Duffy. Nếu như anh ta thua thì sẽ đền bù gấp đôi cho Shay. Một lời đề nghị thơm phức như thế này thì một kẻ tham lam như Shay không thể nào từ chối. Đêm ngày hôm sau, Duffy được đưa đến một đấu trường nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Ellen cũng có mặt để theo dõi trận đấu này vì từ cái nhìn đầu tiên của ả đã khá thích thú với khả năng đánh đấm của Duffy và muốn chiêu mộ anh ta về dưới trướng.
Tuy nhiên lúc này, cô ta lại phải đối mặt với một vấn đề rất lớn từ tên Say. Ông ta muốn trở mặt và tống tiền ngược lại phía Ellen cùng với thuộc hạ của cô ta. Say đã nắm giữ trong tay vô số bằng chứng về các việc làm phi pháp của Ellen trong suốt nhiều năm qua. Ông ta cũng muốn dùng nó để uy hiếp, buộc lòng Ellen đành phải xuống nước để thỏa hiệp. Nhưng trong lòng đã có sẵn kế sách để đối phó với tên trùm xã hội đen tham lam này. Không lâu sau trận đấu của Duffy cũng đã được bắt đầu, Fosco cảnh báo anh rằng đối thủ lần này là một thành viên thuộc lực lượng cảnh sát thành phố, cho nên Duffy phải hết sức cẩn thận, bởi vì đối phương là một kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào để giành được thắng lợi. Bắt đầu trận đấu, quả nhiên tên cấm bẩn kia vô cùng tự tin và tiến đến tấn công Duffy liên tục. Duffy luôn biết cách tận dụng triệt để sơ hở của đối thủ. Chỉ cần tung ra một đòn chí mạng, anh ấy đã lấy luôn mạng của tên cảnh sát bẩn kia. Tình hình lúc này vô cùng hỗn loạn. Max cùng với Fosco phải ngay lập tức dẫn Duffy chạy trốn khỏi nơi này. Vì lấy mạng của một tên cấm đồng nghĩa với việc trở thành tội phạm truy nã hàng đầu. Ellen cùng với đàn em của ả báo cáo việc này với cấp trên như là một tai nạn ngoài ý muốn mà viên cảnh sát xấu số kia phải nhận trong lúc làm nhiệm vụ. Xong việc, ả ta lệnh cho tên tay sai thân tín của mình bắt đầu bật chế độ đại khai sát giới, lấy mạng của bất cứ ai liên quan tới vụ này, đồng thời giải quyết luôn cái gai trong mắt là Say để hắn không còn cơ hội để bếp xếp. Lúc này ở nhà của Rachel, cô ta đã thấy túi tiền mà tên bạn trai cũ cùng với lũ cấm bẩn của Ellen tìm kiếm ở một thùng rác ở phía sân sau nhà. Tỷ gia chính Liz là người đã giấu nó. Cô bé ghét cay ghét đắng việc tên bạn trai kia luôn đối xử tệ bạc với mẹ của mình và muốn dạy cho hắn một bài học. Nhưng không ngờ mọi chuyện đã đi quá xa và cô bé không biết phải làm gì để sửa chữa sai lầm cho mình. Đúng lúc này thì Max gọi về nhà và yêu cầu hai mẹ con nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chạy trốn khỏi thành phố ngay trong đêm. Tình hình nguy cấp không đủ thời gian để giải thích nên Rachel chỉ còn cách nghe theo lời của anh trai. Nhưng không ngờ mối họa lớn đã tìm đến bọn họ, lũ sát thủ chạy qua và liên tục nổ súng tấn công Max cùng với những người xung quanh. Liz đã bị bắn trúng, vết thương vô cùng nghiêm trọng, buộc lòng Max phải gọi xe cấp cứu đưa con bé đi bệnh viện gấp. Cảm thấy không thể trốn tránh mãi được nên Duffy đồng ý cùng với Max tính sổ cho xong mọi chuyện với nhóm người của Say cùng với Ellen. Anh chủ động liên lạc với Dan, một đồng đội thân thiết năm xưa đã từng phục vụ trong quân ngũ cùng với Duffy. Duffy muốn Dan cung cấp cho một ít vũ khí cho anh ta cùng với Max để đối đầu với kẻ địch hung hãn sắp đến. Dĩ nhiên, Don không hề từ chối, liền dẫn cả hai đến kho vũ khí của anh ta. Dù đã rời khỏi quân ngũ từ lâu, nhưng sự thiện chiến của Dan vẫn chưa hề bị mai một. Anh ta sẵn lòng tham gia giúp đỡ cho Max cùng với Duffy, vì dẫu sao năm xưa, Duffy đã cứu Dan thoát khỏi cửa tử không biết bao nhiêu lần. Có vũ khí trong tay, cả ba liền chủ động tìm đến xào huyệt của tên Say để tính sổ. Tuy nhiên, họ không biết rằng tên đàn em của Ellen sau khi lấy mạng Fosco liền tìm đến trước cửa nơi ở của Say để nghe ngóng tình hình. Vừa nhìn thấy nhóm của Duffy xuất hiện, hắn đã báo cáo với Ellen và cử ngay một đội đặc nhiệm đến để tiêu diệt tất cả những người có mặt ở bên trong. Về phía Max, anh ta vào bên trong và liên tục tra hỏi vì sao Say lại cử sát thủ đến tấn công gia đình của anh. Tuy nhiên, Say phủ nhận mọi việc và tiết lộ rằng chính Ellen là người đứng sau tất cả. Đúng lúc này thì đội đặc nhiệm được Ellen cử đến đã bắt đầu hành động. Một trận đấu súng vô cùng ác liệt đã diễn ra và lợi thế bắt đầu nghiêng về phía lực lượng đặc nhiệm khi họ vừa áp đảo về quân số, vừa áp đảo về cả hỏa lực. Say cùng với đàn em của mình bị tiêu diệt nhanh gọn, chỉ còn lại nhóm người của Duffy vẫn đang cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Dan đã có dịp để thi triển những món võ công cao cường của mình một lần nữa. Với thân thủ nhanh nhẹn, ra đòn vô cùng dứt khoát, Dan đã đè bẹp lính đặc nhiệm theo đúng nghĩa đen, nhưng do bất cẩn đã bị bắn trúng trọng thương và đang nằm hấp hối dưới sàn. Không biết lúc này anh ta đã thấy hối hận khi nặng nặc đòi đi giúp Max cùng với Duffy một tay hay chưa. Về phía hai người còn lại, vẫn đang chiến đấu một cách anh dũng. Max đã bị thương khá nặng trong trận chiến và dường như không thể tiếp tục trợ giúp cho Duffy. Phải rất chật vật, Duffy mới có thể hạ hết những thành viên của đội đặc nhiệm thì ả cấm bẩn Ellen bắt đầu xuất hiện. Ả ta dùng Max để đe dọa Duffy đầu hàng. Đang lúc Ellen đắc ý và lơ là phòng bị, Max nhân cơ hội đó đã nổ súng, chấm dứt đi cuộc đời đầy tội ác của nữ cảnh sát xấu xa và trở lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Cuối phim trên bản tin thời sự liên tục đưa tin về vụ xả súng kinh hoàng vào đêm hôm qua. Đã có ít nhất hơn 10 người thiệt mạng, trong số đó có nữ cảnh sát ưu tú Ellen, người vừa nhận huân chương danh dự cách đây không lâu. Nhưng đối với Max, anh ta biết rõ sự ra đi của Ellen mới chính là điều cần thiết cho xã hội được tốt hơn. Liz đã may mắn vẫn giữ được tính mạng của mình và cả gia đình của hai anh em Max cuối cùng đã có những ngày tháng sống trong hạnh phúc. Với số tiền có được từ tay của bọn người Ellen, Rachel cùng với những người thân của mình đã có một cuộc sống sung túc như những gì mà bản thân cô hằng ao ước. Riêng Duffy, sau khi thực hiện thành công được ước nguyện xây cho mẹ mình một phần mộ tươm tất, anh ta lại tiếp tục hành trình rong ruổi của mình, bởi vì có lẽ ở nơi nào đó vẫn còn có người cần sự giúp đỡ giống như gia đình của Max lúc trước. Bài học rút ra từ bộ phim chính là chuyện không phải của mình thì đừng nên xen vào. Cuối cùng cũng chỉ có rước họa vào thân giống như những gì mà Dan đã phải gánh chịu.
Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích Phim Review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.